Huynh đệ, ngươi đột nhiên tấn công như vậy làm người ta trở tay không kịp rồi. Lưu Manh, ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. Vậy thì hắn có mưu đồ rồi đó. Phượng Bất Phi, ngươi đừng có nói linh tinh mà giặt bí kíp của bổn tòa. Ông nội ngươi nhiều bí kíp lắm. Ngươi nói bạn nào? Vô cực môn, vô cực kiếm phổ. Có bản lĩnh tới lấy đi. Ngươi định cứ thế mà đi sao? Ta đã nói với cô rồi, ta không cố ý. Ta...